Xin chào, chào mừng các bạn đang quay trở lại với Thế Kỷ 22. Thi thoảng lại có người phải hét lên vì nghe phải những âm thanh kỳ lạ văng vẳng bên tai và những câu chuyện tâm linh siêu nhiên luôn hấp dẫn con người từ cổ chí kim. Bên cạnh đó, luôn thu hút những nhà khoa học phải vào cuộc điều tra rõ những vấn đề này. Vậy những cuộc khảo nghiệm này đã diễn ra như thế nào và những nhà khoa học đã khám phá được những gì? Hãy cùng với Phương Hương điểm qua ngay và luôn nha. Khoa học và những phát hiện kỳ thú về ma quỷ. Nghe thấy âm thanh người chết, hiện tượng bí ẩn bậc nhất mọi thời đại, nhưng cuối cùng khoa học cũng dần hiểu tại sao. Tại sao một số người cho rằng những âm thanh kỳ lạ nghe được là tiếng của người chết và họ cảm thấy bình thường, trong khi số khác lại cảm thấy sợ hãi, thậm chí phải đi khám tâm lý? Chắc nhiều người trong chúng ta cũng biết rằng, trên đời này có những người luôn khẳng định mình có thể nghe được âm thanh của người chết, của linh hồn. Dĩ nhiên, đây là một hiện tượng chắc chắn là rất khó tin. Người thì tin tưởng, kẻ thì bán tín bán nghi, nhưng còn khoa học nghĩ gì về hiện tượng này? Trên thực tế, hiện tượng thấu thị và thấu thính, khả năng cảm nhận hoặc nghe thấy những thứ tưởng như không tồn tại, vốn là một lĩnh vực được khoa học rất quan tâm. Về cơ bản, các nhà nghiên cứu muốn hiểu hơn về việc tại sao một số người có trải nghiệm thấu thính lại cho rằng đó là hiện tượng tâm linh, trong khi số khác lại cảm thấy phiền toái, thậm chí đi khám chuẩn đoán bệnh tâm lý. Những người theo thuyết di linh cho đây là một trải nghiệm tích cực, bắt nguồn từ khi còn nhỏ và sau đó có thể được kiểm soát, một nhà tâm lý học từ đại học ở Anh giải thích. Việc thấu hiểu hiện tượng này là rất quan trọng vì nó giúp chúng ta hiểu hơn về những người cảm thấy mệt mỏi hoặc không thể kiểm soát âm thanh mà họ nghe thấy. Một nhà tâm lý học khác từ Đại học Anh đã khảo sát hơn 65 người gặp hiện tượng thấu thính cỡ trung tại Liên hiệp Tâm linh Quốc gia Anh, cùng với 143 người trên mạng xã hội tin vào thuyết di linh này dù không gặp các trải nghiệm trên. Tổng cộng có 44,6% các nhà duy linh cho biết họ nghe thấy tiếng giọng nói của người chết mỗi ngày và 79% cho biết nó là một phần cuộc sống của họ. Đa số báo cáo họ nghe thấy giọng nói bên trong đầu, nhưng có 31,7% ghi nhận giọng nói từ bên ngoài nữa. Kết quả khảo sát được đánh giá là rất bất ngờ. Mặt bằng chung của công chúng, những người duy linh thường tin vào các hiện tượng huyền bí và cũng không quan tâm người khác nghĩ gì về họ. Đáng chú ý, những người duy linh trong nghiên cứu đều cho biết họ nghe thấy những âm thanh như vậy từ khi còn khá trẻ, ở độ tuổi trung bình là 21,7 và có xu hướng đắm chìm cao hơn. Nói thêm, đắm chìm là một thuật ngữ chỉ việc họ đắm mình trong những hoạt động về tinh thần và sao nhãng đi thế giới xung quanh. Thêm vào đó, những người này dường như sẽ gặp phải những trải nghiệm tự như ảo giác nhiều hơn người thường. Những kết quả trên khiến các nhà khoa học đưa ra nhận định rằng âm thanh của người chết dường như không phải đến từ áp lực, xã hội hoặc niềm tin vào hiện tượng huyền bí. Thay vào đó, họ theo chủ nghĩa duy linh đơn giản là vì chúng khớp với những gì họ trải nghiệm và ngẫu nhiên nó trở nên có ý nghĩa đối với từng người một. Các nghiên cứu trong tương lai cần xét đến ảnh hưởng của văn hóa đối với niềm tin, sự đắm chìm và các trải nghiệm giao tiếp với người chết, thứ mà đến nay khoa học vẫn chưa thể chính xác xác định được một cách rõ ràng. Thí nghiệm tàn nhẫn kinh điển, sát hại 15 con chó để chứng minh hồn ma có thật, thành quả thu được lại là trò cười. Ý tưởng đằng sau khá đơn giản, nếu hồn ma là một thực thể, nó phải có khối lượng và có khả năng cân đo đong đếm bằng công cụ của con người. Vậy hồn ma có thật hay không? Người tin vào hồn ma thường chia sẻ những câu chuyện nhuốm màu sắc tâm linh và có phần hư cấu. Nhưng ngược lại, người không tin cũng không thể chứng minh rằng hồn ma không có thật được. Đâm ra, câu này thực chất đã gây tranh cãi trong rất nhiều năm, kể cả cộng đồng khoa học. Bác sĩ người Scotland McDougall là một trong những người tin vào sự tồn tại của linh hồn. Vậy nên vào năm 1907, ông quyết định thử chứng minh hồn ma là có thật. Tất cả những gì ông cần là có ai đó cùng với một vài con chó tình nguyện chết trước mặt ông. Ý tưởng của McDougall rất đơn giản. Ông tin rằng linh hồn nếu là thực thể thì phải có khối lượng và phải đo lường được. Theo giả thuyết của ông, một phần của linh hồn sẽ rời khỏi cơ thể khi qua đời để đến một nơi khác. Nhưng nếu cái được gọi là linh hồn đó không có khối lượng, không đo lường được thì chứng tỏ linh hồn không tồn tại. Vậy nên cách duy nhất và tốt nhất để chứng minh giả thuyết của ông là đúng là phải cân trọng lượng của một người ở đúng thời điểm trước khi qua đời và ngay sau đó. Sự chênh lệch về số liệu khi đó sẽ giúp ta xác định khối lượng của hồn ma.
McDougall đã đi tìm những tình nguyện viên sẵn sàng ra đi dưới sự giám sát của ông. Vậy nên cách duy nhất và tốt nhất để chứng minh giả thuyết của ông là đúng là phải cân trọng lượng của một người ở đúng thời điểm trước khi qua đời và ngay sau đó. Sự chênh lệch về số liệu khi đó sẽ giúp chúng ta xác định được khối lượng của hồn ma. McDougall đã đi tìm những tình nguyện viên sẵn sàng ra đi dưới sự giám sát của ông. Ông cần họ phải ra đi một cách tĩnh lặng, không làm cơn rung chuyển, và từ đó số liệu cũng sẽ trở nên chính xác hơn. Dĩ nhiên, một công việc đặc biệt như vậy không thể dành cho người thường. Ông đã chọn những người mắc bạo bệnh giai đoạn cuối, thường là những bệnh nhân lao phổi hoặc các bệnh tương tự, vì chúng khiến họ kiệt sức, không thể phản ứng quá mạnh. Để thực hiện thí nghiệm, ông đã sắp xếp một chiếc giường được đặt vững trên một cái cân công nghiệp. Nó có độ nhạy khoảng 5-6 gram. Tình nguyện viên khi hấp hối sẽ ngay lập tức được đặt lên chiếc giường này. Một số tin đồn cho rằng McDougall đã bắt các tình nguyện viên phải bịt hết các lỗ bài tiết để tránh việc trào dịch ra ngoài làm sai lệch kết quả. Tuy nhiên, điều này không hề chính xác. Bản thân McDougall cũng đã tính đến vấn đề này. Nhưng về bản chất thì mọi dịch thể nếu có tiết ra vẫn sẽ nằm yên trên giường, nên không gây ảnh hưởng gì đến kết quả tổng thể. Lý thuyết là vậy, nhưng quá trình làm thí nghiệm đã không như kỳ vọng. Thật không may là cái cân của chúng tôi không đủ tinh vi và có một số cản trở từ những người quan sát thí nghiệm. McDougall viết như vậy trong một bài báo cáo thí nghiệm thất bại. Tuy nhiên, đã có một trường hợp thật sự mất đi một phần trọng lượng đúng vào thời điểm qua đời, với con số cụ thể là 21,3 gram. Một trường hợp khác mất 14 gram ngay trước khi xác tử vong, rồi mất thêm 42,5 gram nữa. Trường hợp thứ ba lại vừa nhẹ đi rồi lại nặng lên ngay sau đó, dù bước thay đổi không nhiều như hai trường hợp trên. Nhiều người đến đây có thể nghĩ rằng những gì McDougall phát hiện ra đơn giản chỉ vì là lỗi của cân. Nhưng nhìn chung, vị bác sĩ này vẫn tin rằng ông đã thực sự chứng minh được sự tồn tại của linh hồn. Nhưng vẫn chưa hết đâu. Là một nhà khoa học, McDougall biết rằng mình cần phải thực hiện một thí nghiệm có kiểm soát. Và lần này ông chọn đối tượng là chó. Ông chọn ra 15 con chó khỏe mạnh cho thí nghiệm. Và bởi chó thì khó nằm yên, ông quyết định tự mình ra tay. Tôi vẫn chưa đủ may mắn để tìm được 15 chú chó đang chết dần vì bệnh tật, McDougall chia sẻ. Và tất nhiên, nếu trời không giúp ông, thì ông lựa chọn tự giúp bản thân vậy. Thế là cuộc thảm sát đẫm máu 15 chú chó đã diễn ra. Ý tưởng của thí nghiệm này là động vật không có linh hồn, nên lúc chết chúng sẽ không bị mất khối lượng. Nhưng cứ tưởng tượng 15 chú chó bị giết để chứng minh là không có linh hồn, quả là khiến người khác phẫn nộ. Và rốt cuộc, theo báo cáo của McDougall, toàn bộ số chó dùng trong thí nghiệm đã không thay đổi chút khối lượng nào. Thành thật mà nói thì không, chúng ta vẫn chưa biết, vì thí nghiệm của McDougall chẳng nói lên được gì cả. Kết quả của McDougall được giới chuyên môn đánh giá là có rất nhiều lỗi, do cách thu thập số liệu của ông không minh bạch. Bản thân vị bác sĩ thừa nhận rằng việc xác định chính xác thời điểm tử vong là rất khó khăn. Hơn nữa, bất kỳ thay đổi nào trong số mẫu nghiên cứu quá nhỏ của thí nghiệm có thể dẫn đến tự thay đổi nhiệt độ gây đổ mồ hôi nhiều hơn. Trong khi đó, chó không có tuyến mồ hôi, nghĩa là chúng khó mất trọng lượng hơn. Hơn nữa, người hấp hối dù có mệt đến đâu cũng chưa chắc đã nằm yên, nên kết quả thu được sẽ không hoàn toàn chính xác. Và nhìn chung, thành quả của McDougall sau đó đã trở thành trò cười cho các đồng nghiệp suốt nhiều tháng kế tiếp. Nghe mà thấy đau cho cái chết của những chú chó tội nghiệp và đắng cho cái kết của vị bác sĩ người Scotland kia. Vì chứ, đo khối lượng linh hồn kiểu này, có bao nhiêu con chó cũng không đủ cho bác ấy giết. Wow, bạn có thấy sợ hãi với những bí mật siêu nhiên mà các nhà khoa học đã bật mí không? Hãy comment ngay bên dưới nha. Và đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và chuông đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video hấp dẫn nào hết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.